Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người đã đến với kênh YouTube Chín Muộn Coconut Channel. Muộn và chị bà nội vừa mừng xong con vịt sim. Đây, con này chắc tầm 2 kg, 2 kg rưỡi gì đó mọi người. Sẽ làm cà ri vịt xem nước cốt dừa. Bây giờ thì mình rửa cho sạch và mình nhổ lông, mình vặt lông đó, còn lông con nhiều quá đó thì mình nhổ đó, nhổ lông. Muộn thật sự rất là mệt luôn, thật. Muộn từ nhỏ tới lớn mà tới đám tiệc là cứ bắt Muộn nhổ lông không à, mà nhổ lông con mình dễ sợ á. Đó, mọi người rửa cái lưỡi vịt là mọi người phải lột cái lớp này ra, chứ còn không ăn là nó sẽ bị tanh nha mọi người, nó sẽ bị hôi lắm đó. Mình phải rửa cho sạch ở trong cái cuốn họng của nó luôn, mình mở ra mình rửa đó. Đó, đây là bộ lòng của nó, đây gan, một cái món gan vịt là Muộn cực kỳ thích luôn. Đây là bộ gan của nó, đây mề Muộn và bà nội đã làm sạch sẽ. Quả tim. Đây là con vịt, rửa cho sạch máu sạch. Mọi người thấy không? Đây, vịt sim là nó vàng ươm như thế này nè. Đó. Cái da nó rất là vàng, còn vịt trắng, vịt mấy con vịt thường là nó không có được như vậy đâu, tại vì nó ăn thức ăn, nó ăn thức ăn có thuốc tăng trưởng á, là thịt nó không có được vàng ươm, da nó không có được vàng ươm như vậy đâu mọi người nha. Sau khi mà mình rửa sạch rồi á thì mình sẽ chặt nó ra, chặt thành cục thì mình mới nấu cà ri được. Mà đặc biệt nha, nó không phải chặt nó một cái cục nó to hơn và vừa có thịt vừa có xương thì khi mà mình ăn á mình cạp nó mới đã, chứ mà ăn vịt mà nấu cà ri á mà ăn thịt không á thì chán lắm. Mọi người ơi, Chín Muộn đã đến rồi nè, và nguyên liệu đã sẵn sàng cho món cà ri vịt nước cốt dừa. Và bây giờ ở đây vịt sim, ở đây là khoai mài và nắng cục, dừa, đó, nguyên liệu đã sẵn sàng. Và bây giờ Chín Muộn sẽ mời những cái chuyên gia hàng đầu của Bến Tre cũng như là nhà Chín Muộn ra để mà hướng dẫn cho tất cả mọi người biết một cách bí quyết để làm nên một cái món cà ri nước cốt dừa thật là ngon nha mọi người. Mọi người có thấy Chín Muộn có đáng yêu lắm không? Chị bé ba ơi, chị bé ba. Chị bé ba lần một. Tao mà vô đóng phim là mấy bay gì hết á. Tao nói trước nè. Chị bé ba ơi, sao chị dữ quá vậy? Em không có chị. Tao giữ từ đầu. Giữ từ nhỏ lên. Chị bé ba, sao chị dữ quá vậy? Tại cái máu nó. Chị bé ba, bắt chị bé ba vô. Chị bé ba đứng đây. Đây, chị bé ba đứng đứng. Chị bé ba. Chị bé ba mình đã chị bé ba mình nói lần đầu tiên xuất hiện trong cái món mà cà ri vịt truyền thống của nhà Chín Muộn. Nó nên chị bé ba hơi run và chị bé ba hơi thổ thẹn, chị bé ba hơi dãy nảy một chút xíu, thì cuối cùng thì chị ba dãy đạch cũng vô được tới bàn. Nói đây là hai người phụ nữ cô vô cùng quan trọng cũng như cực kỳ là xinh đẹp. Không kém phần bên phần của Chín Muộn. Trời ơi, nghiệt ngã quá, vô cùng quan trọng trong cuộc đời của nền ẩm thực nhà Chín Muộn, đó chính là chị bà nội. Một sự xuất hiện đặc biệt của chị bé ba. Bây giờ gia đình Chín Muộn sẽ bắt đầu vào công cụ ướp gia vị cho cái phần vịt sim này nó thiệt là thấm nha mọi người. Đó, đây là vịt sim đó. Thì bây giờ nội mình sẽ làm gì? Đây nội, chị bà nội cực kỳ gọi là chỉnh chu đó, đã chuẩn bị một cái thao chành banh như thế này bằng cái mặt của Chín Muộn. Thôi, nói nhiều quá, để vô.
Rồi, đó. Rồi, giữa ba, phản đam giữa ba. Chút vô. Đó. Chút vô. Đó, chút vô. Rồi, chút. Lấm mấy đó, lấm. Để đường muối cục ngọt. Đó. Vừa phải ra nha. Đó. Miếng muối, dằn một miếng muối. Ở dưới quê mình đặc biệt là làm cái gì cũng phải dằn một chút xíu muối nha mọi người. Muối mặn tâm tình. Đó. Ê, trời ơi. Ta nói cái miếng thịt vịt nè mọi người ơi. Đây. Cái miếng thịt vịt vàng ươm. Trời ơi, trời, không lẽ bỏ không nhai luôn thiệt, bị khùng mới nhai. Đó, chị mấy ba đó. Chưa. Chị bà nội mình nó quay mà cứ đòi đi ra không à, không có dám lên hình. Nó mắc cỡ, e thẹn, thổ khùng. Nói nhiều quá mẹ. Nói mà nói nhiều mà không được bao nhiêu hết trơn. Bị chửi. Đó, đây đây mọi người. Đây là cái bột cà ri. Cà ri bơ nha mọi người. Còn ở đây là cái cũng là cà ri bơ nhưng mà là dạng nước, một dạng nước và một dạng bột. Mình phải hòa quyện vào hai cái này thì nó mới có một cái sức hút và một cái sự lôi cuốn về hương vị nha mọi người. Nhớ nha. Một con vịt thì mình thường là làm khoảng mấy gói này hả nội? Hai gói. Vịt 4 kg. À, một con vịt của mình là 4 kg, hồi nãy mà mình giới thiệu có 2,5 kg nha. Đó. Thì bây giờ thật sự nó là tới 4 kg lận. Đó, mình phải dùng hai gói thì mới đủ được cái mùi vị và cái độ thấm vào cái hương vị vào trong cái từng miếng thịt của con vịt. Đó. Đó. Rất là chuyên nghiệp. Chị bé ba rất là chuyên nghiệp. Đó. Đó. Đàng hoàng, làm cái đàng hoàng mày. Không phải vậy nó mới thấm vô từng cái xớ thịt mọi người ơi, chứ không phải là chín muộn làm dơ đâu. Đó, đây. Đố mọi người biết ở đây là cái gì? Đít vịt. Đó, cái món ăn vô cùng đặc biệt của người miền Tây. Đó, người miền Tây là vô cùng thích cái món này luôn nha. Đó, cái phần này là cực kỳ ngon luôn. Đó, mình phải lấy cái cà ri này mình bôi lên thì nó mới thấm. Thì mình nói luôn, cái nước dừa này mình bắt lên vịt xào. Rồi dắt nước dừa này vô nấu. Đó, dắt vô đây luôn hả? Không phải, dắt vô đây. Nồi. Giờ để lên nồi xào đi. Đó, bây giờ mình sẽ ướp trong đây khoảng bao nhiêu phút hả nội? Ướp được 30 phút. Rồi, mình sẽ ướp 30 phút. Đây rồi, chị bé ba, nếu mà chị bé ba mắc cỡ thì bưng vô luôn đi. Rồi, vô. Còn xả này sao? Đó, rồi đây là khoai mì nha mấy mọi người. Đây là khoai mì mình sẽ bỏ vào cho nó đặc sắc cái món ăn và mình ăn nó không bị ngán. Đó, dẻo, cực kỳ dẻo luôn, nhà mình làm cực kỳ dẻo luôn. Đó, nhìn nó như là cái củ khoai hay là cái củ chuối sáp, nhưng mà thật sự đây là khoai mì quết ra. Đó, người ta bào xong người ta quết, người ta giò cục lại nha mọi người. Mọi người ơi, mọi người có biết là tại sao mình không bỏ nguyên củ mì vào trong nồi không? Tại vì á, mình bỏ vô á, thì mình chính mụn cũng không biết nữa. Bây giờ á, mình phải cần đến một sự trợ giúp trả lời câu hỏi này. Vì cái món này chính mụn không có chuyên. Đó. Chị bé ba ơi, chị bé ba. Ừ, từ từ để ta lấy cái này, để ta chỉ cho. Mệt quá. Đây nè. Củ mì này nè. Phải mài ra. Rồi dắt. Rồi nhắc nước cho nó đừng có đắng. Dắt nước. Rồi giò lại về nè, hấp rồi nó mới dẻo. À, giò có quết không? Không. Giò lại giờ chứ không có quết. Chị chính muộn xin cảm chân thành cảm ơn chị bé ba. Chúc chị bé ba có một buổi chiều vui vẻ. Vui đâu, chồng tao đuổi ta đi. chồng chị đuổi thì chị về với em. Excuse me, where are we going? Yeah. Where are we going? Hỏi mọi người ơi, cái món cà ri vịt sim mà nấu với lại nước cốt dừa. Và hôm nay chín muộn có một cái khách mời thật là đặc biệt, đó chính là anh Mike. Hello, hello. Hi Mike. Hello, hello. I am ở chín muộn á. I know. Yeah. How are you? I'm fine, thank you. Okay, and you? How are you? I'm fine, thank you. Okay, and you?
Can we eat, please? Ít tin in the mic. Where are you now? Where are you from? Where are you? Yeah, where you from? I think I'm in Benchel, right? No. You from? Gum? What gum? 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 Oh my god, I'm from USA! Lot and get. Philadelphia. Bây giờ go to the chặt lá chuối in the đất ăn. Yeah, mọi người đợi mình nha. Trời ơi, bây giờ mình có một cái khách mời rất là đặc biệt và bây giờ mình rất là hào hứng đi chặt lá chuối. Mà thường á là khách du lịch mà khách Tây á nha mọi người, cực kỳ thích ăn ở ngoài trời mà đặc biệt là hòa quyện cùng thiên nhiên, cái kiểu mà bún cá lồ. Đợi mình nha, đợi mình đi chặt lá chuối. Điêu luyện, chín muộn điêu luyện mấy đứa ơi. Nó phải 2-3 tàu. 2-3 tàu thì cái ông người khách Tây đó, người bạn, cái người friend của chín muộn mới ngồi nổi đủ một cái 2 tàu lá chuối này. Đợi mượn tìm thêm. You the duck in the duck my the you at in the duck by the vi khuẩn. Oh my god, really? Why are you? Someone translate please. In the phẫn nộ, chính bộ phẫn nộ. You want to eat? Yeah. Cảm ơn, okay. Chính muộn nãy giờ chỉ giỡn, in the giỡn, mai in the giỡn, lot and the feeling, the mai châu gì đó, in the giỡn và ăn. Yeah, bây giờ giỡn ăn, rồi, giờ hết biết nói gì rồi. Đó, in the lot, lá chuối. Oh my god! My hands. A hand. Hand. The dính. Đít lọ. Oh my god. Xẻ đời dơ. Where can I wash my hand? I wash? Đông nít. Đông nít. Not hiểu. Where do I go to wash my hands? Wash my hand, hand là tay là tay, hand là gì? Wash. Wash my hands. Wash the man. Wash my hands. Yeah. I can't eat like this. Not hiểu. You can. Don't worry, worry. Đây muộn. Go to in the lá chuối cho the du ngồi sit down ly ít tinh in the cà ri vịt xiêm nước cốt dừa. Yeah, tao mệt quá, ăn mẹ luôn đi, tao ngồi nó ăn đi, tao mệt. Hi, my best friend in the của chín muộn, sit down please. Okay. Mọi người ơi, mọi người, thì bây giờ á, thật sự á, là nãy giờ đùa giỡn với cái anh người Mỹ của chín muộn chút xíu, tay nãy hơi dơ chút xíu nữa chín muộn sẽ dẫn anh nãy đi rửa cái tay của mình. Thì bây giờ á, thì bắt đầu á, chín muộn sẽ cùng với lại anh Mike ngồi xuống đây, in the sit down xuống đây để mà ăn cái món cà ri nước cốt dừa vịt xiêm nha mọi người. Can I please wash my hand now? Natural. Just yeah. Good boy. Handsome. Sit down please. Mọi người ơi, đây là top tip của up you Mike. Thank you. Up tip you or up tip top tip up chín muộn. Chopsticks. Viết đây.
bowl, in the bowl, up the mic. In the bowl, up the chín muộn. Bây giờ đó, mình là những người bạn rất là thân thiết của nhau, gọi là best friend của nhau á. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau ăn trong cái bowl này nha. The bowl. Yeah, the bowl. Okay. Yeah, bowl. Okay. Muộn, chín muộn, sẽ đầm mốc, cái đích dịch cho in the mai chén đồ bô, chúc là ngon miệng, okay, cục được khoai mì, múc để cho chín muộn, ba hai một, vô. Yo. Anh cho vô miệng nè, ẩm. Rồi mời. Yeah, what? Why is it so hard? So hard. So Yeah. So chewy. Đợi chờ chút. Yeah. Good. Chính muộn good. Yeah. No paper? No giấy. Cái này là the natural. Chùi miệng. No, it's okay. No, thank you. Yeah. In the hương thơm. Thơm. Okay. Good. Chín muộn good. Good. Okay. mọi người biết không? Nói chuyện với cái anh người Tây này thật sự rất là mệt. Nhưng mà muộn hiểu là hai người cũng đồng điệu với nhau về cái ngôn ngữ. Nên muộn sẽ mời anh ấy ăn bánh mì thì chấm với cái này nó mới ngon. Đó. Bakery hình dạng con sò, in the chấm vô vậy, bỏ vô miệng. Hả? Bakery in the what? Bakery chấm the curry, curry dịch, what? In the what? What? Xong rồi bò nhét vô họng. Ít. Mọi người thấy không? Anh người ngoại quốc này á, có vẻ rất là thích cái món ăn này, vì ở bên Mỹ đảm bảo với mọi người là không bao giờ có một cái món ăn vậy. In the mind, smile. Yeah, good. Đó, mọi người có thấy không? Anh ấy rất là thích thú cái món ăn này luôn. Nó, anh ấy rất là tự nhiên, anh ấy cảm thấy rất là sáng khoái khi mà được bỏ một cái miếng bánh mì chấm một miếng curry để mà bỏ vào miệng để ăn cùng với một miếng thịt vịt. Oh my god. Hey, in the khoai mì. Wait, what's this? The gắp, bỏ vô đầm miệng, nuốt. Khoai? Potato? How do you feel? It's good. Oh, good. Lie. Very good, yes, very good. You big tail the chín muộn. You talk me. Talk. Tail. Oh, okay. Okay. Yeah. Mọi người ơi hãy xem và chia sẻ cộng like cộng subscribe kênh YouTube chín muộn coconut. Okay, smile. Thank you. Channel. Oh, channel. Channel. Yes, smile. Thank you. Very good. Okay. I understand. Okay. Oh yeah. Okay. Yeah. Everyone, please remember to like, share, subscribe, and comment to Chín Muộn channel. Okay. Chín Muộn Coconut YouTube channel. Good. Good. Okay. Vừa lòng bà chưa? Rất ơi. Sao không biết nói tiếng Việt? Bà nãy giờ không nói. Tôi biết chứ. Tôi chơi vui được không? Trời ơi, nó tưởng tôi biết nói Việt, nó giờ nó xấu tôi đúng không? Trời đất ơi. Quỷ mập. Ăn giọng ăn nữa đi. Nè. Ơi, tao chưa. Đừng quậy. Đừng ăn. Mà thấy ngon không? Ngon thiệt á. Rồi, yeah. À, vậy mưa mốt coi. Tôi làm nhiều cái nữa, tôi mời ông vô ăn nha.
Chịu không? Không. Sao không? Sợ mập thôi. Vậy là ngon rồi, vậy mới hấp dẫn tôi theo tôi qua cái gì for Covia vậy tôi nấu cho ăn. Xong mở tiệm bán luôn, chịu không? Không luôn. Cậu mập. Bà mập. Ông mập. Bà mập. Ông mập. Bà mập. Ông mập. Bà mập. Ông mập. Bà mập. Bớt nói. Bà mập. Trời ơi, xấu ghê luôn. Xấu gì hả? Xấu kinh khủng luôn. Mọi người ơi. So very ugly. Bớt nói có thấy muốn mượn nó là ổ rỡ không? Bớt nói cực cỡ còn mất ăn nữa. Bây giờ á. Nhớ. Mọi người nhớ á. Là phải ủng hộ kiếm muộn tên nổi nghèo thường để làm nghề ẩm thực kỳ dừa. Đặc biệt là phải nhớ chia sẻ là đây là thực ra kênh YouTube kiếm muộn cô cung nốt khen hò của dân có cực bất bảo nha. Luôn luôn đồng hành cùng kiếm muộn á. Nhớ, nhớ kỹ á. Thank you everyone for supporting Miss Kinh Muộn Coconut Channel, okay? And if you want to find out any more cuisine relating to coconut, please come to her channel. Remember to like, share, and subscribe because these are the food that can only be found in Bến Tre at Vietnam, okay? At Bến Tre in Vietnam. So thank you very much. Is that good enough? Okay, go. Not hiểu. Okay. Yeah! Cảm ơn tất cả mọi người. Muộn đi lấy chồng Mỹ nha. Muộn chuẩn bị được đi Mỹ nè. Bye bye mấy đứa. Đi anh. Bye bye. Đi, bye bye. Đi. Anh đi đâu vậy? Đi. Bye bye. Đi. No. Đi. No. Đi. No. Đi. No. Đi. No.